toplinkatm.com, bán hàng Rocky Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay toplinkatm.com. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha. Clip hôm nay thì mình sẽ thử trải nghiệm cái update ngày hôm qua, là update về sự kiện hè đấy anh em. Trong cái chế độ giải trí này thì nó có thêm một cái là họp hè. Ôi dồi ôi, đã bắn nhau rồi. Có người đây anh em ạ. Mình nút đã. Đây rồi, có súng đây rồi. Ông đây rồi. Rồi, một bé. Bé này đi solo squad à? Kinh quá nhờ. Đi solo squad à? Gặp mình đúng dân chơi đây rồi. Dân chơi linh anh em nhá. Thế là ông solo squad này vừa ông ấy xúc một team, một tên của team bên kia rồi. Ai tính trên trong nhà này. Úi giời ơi. Úi giời, yếu rồi. Yếu chưa? Yếu chưa? Nào bò đi. Bạn. Rồi thôi. Bạn có 30 giây để gọi điện thoại cho người thân nhá. Mình để cho ông này gọi điện thoại cho người thân tới anh em ạ. Đây rồi, người thân. Người thân tới rồi thì mình giết luôn bạn. Đây rồi, đây rồi. Ai, lòm dòm. Hello bạn. Ai chả. Nào, ui công tớ luôn ạ. Công tớ luôn à. Yếu rồi, tên này cũng yếu rồi. Tên này cũng yếu rồi. Hello tớ đây cơ mà. Mình nhảy một pha vậy. Về đằng sau tên này. Tên này cũng kinh đấy. Lao vào công mình luôn anh em ạ. Mà mình kỹ năng thượng thừa hơn. Nên là thanh niên này chết ngay anh em ạ. Không biết là trong này hết chưa. Mình nghĩ là chưa đâu anh em. Vẫn là nốc cơ mà. Ai chà, bắn luôn à. Bắn à, bắn đằng sau à. À kiểu này kiểu gọi đây anh em. Gọi thì tớ có mặt liền. Ngại gì vết bẩn đâu. Úi giời. Tên này này đúng rồi. À, ông đồng đội của cái team kia anh em ạ. À. AFK. À nhưng mà không phải. Thế thì ông này AFK thì phải có một ông bắn chứ đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi anh em. Nào ra đi bạn ơi. À đây rồi, bên phải mình anh em ơi. Hello hello. Ừ, tiếng này giống con bot lắm anh em ạ. À. Ừ, bot chắc chắn rồi. Hello hello. Chỉ là một con bot thôi anh em. Không sao. Vẫn là một mạng anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ ra cái hòm hè kia xem như thế nào. Ở cái chế độ này rất là hay. Từ từ đã. Có cái ông bắn thính ở trước mặt mình. Mình vừa định ra cái hòm hè ở đầu cầu bên kia. Nhưng mà mình nhìn thấy thính bên này anh em ạ. Đâu rồi. À đây rồi. À ăn thính à. Nào ăn thính đi. Ôi sao lên xe bỏ chạy. Ăn đã xong rồi à. Hello bác tài. Ôi thôi rồi. Sấy quả đấy ngu người rồi anh em ạ. Không sao. Hình như là chỉ có một hoặc hai tên thôi. Mình áp sát và mình làm gọi luôn nha anh em ạ. Chắc chắn là không có đông rồi. Đâu rồi. Hello. Hello. Sơi bom đi anh trai. Đẩy luôn này. Bùm. Ai chả. Đâu rồi. Hello bác tài. Ai à, bác tài bò ạ. Ôi trời ơi em ơi. Ủa, bạn này làm gì ở đây vậy? Có mỗi mình thôi anh em ạ. Ôi trời, gờ lâu xa này, tớ xin nhá. Tớ xin. Hợp lý anh em ạ. Xem nào sắc, ông này có gì nào. Ôi, quả ốp luôn này. Ôi trời ơi, tớ xin luôn cả cái ốp của bạn nhá. Đi ăn thính lẻ như này là hỏng rồi. Chơi game phải có đồng đội chứ. Ôi trời ơi. Được rồi. Mình ra chỗ cái hòm hè. Đây anh em ơi. Ở cái chức năng này rất là hay. Ở cái phiên bản này rất là hay. Dành cho anh em nào mà gọi là cày Q, cày KD ấy. Gọi là bắn có kỹ năng một tí thì vào đây là săn người phê này. Đấy anh em thấy không. Mỗi lần anh em mua một cái mình đang mua này. Nó là tản cái gì nhỉ. Cái gì nhiệt đấy. Độ nhiệt đấy là trên bản đồ là anh em sẽ có một cái vòng nhiệt màu hồng hồng cam cam đấy anh em. Anh em tới đấy thì chắc chắn là sẽ có người nhá. Nhưng mà nó có một cái điểm như này này. Chứ không phải là nó cứ xuất hiện ở trên đấy là ở trên đấy là chắc chắn là có người rồi. Nhưng mà trong cái lúc mà nó xuất hiện đấy thì người có thể là địch sẽ chạy và lúc đấy thì anh em tới thì sao có người đâu. Ai à? Ôi rồi. Hello. À, ông này có một mình anh em ạ. Ai à, định chặn cầu à? Ôi rồi. Bắn gì đấy? Đây. Em dừng lại chơi với anh liền. Từ từ thôi anh trai. Nào.
Từ từ thôi anh. Rồi, bốc bốc khói chưa? Từ từ thôi anh ơi. Từ từ thôi anh. Một ông Ấn Độ anh em ạ. Em đã bảo từ từ rồi mà lại. Thôi té luôn anh em ơi, đi kiếm người. Mình lượn ra đến đây kia cũng không có người anh em ạ. Đây này. Vào tiếp cái hòm hè này để kiếm vị trí địch đi săn người cho nó sướng anh em ạ. Ai già, đây rồi, ở Skull có. Ở trong cái hòm hè này anh em có thể mua được trang bị giáp giáp 3 mũ 3 các kiểu luôn nha. À, có tiếng, có tiếng. Có tiếng. Rồi. Còn boss anh em ạ. Anh em có thể mua được trang bị giáp 3 mũ 3 này, súng này, các kiểu luôn. Và cái rất hay là cái phát hiện vị trí địch. Đi cải KD phải nói là cực phê luôn anh em ạ. Bao phê luôn. Đấy. Anh em nào chưa biết thì vào đây mà săn người thôi. Đây à, có xe kìa. Ôi giời ơi, có xe, có xe. Từ từ anh ơi. Đây anh em ạ. Một mình không thể chơi với bốn ông ở trên xe được. Nên là mình từ từ. Ủa? Ô, không nhìn thấy mình à? Không nhìn thấy mình rồi. Mấy ông này không nhìn thấy mình anh em ạ. Thế thì mình phải đi tìm ông này thôi. Hello, hello. Đây rồi, đây rồi. Đôi giày. Chạy đi. Ê, hình như là không có đông anh em ạ. Ai à, đúng rồi. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Bố này đi ra đây làm gì nhở? Ôi ôi, nhìn thấy mình. Ôi rồi chạy kìa, chạy kìa. Ô, bạn ơi, vực mà bạn ơi. Ôi rồi ôi, phi xuống vực luôn ạ. Ôi rồi phi xuống đấy thì còn gì là người nữa bạn ơi. Đâu rồi? Ôi rồi ôi, chết chìm rồi. À đây rồi. Ôi rồi, trúng một mả đạn Gloza mới chết anh em ạ. Tự dưng lại phi xuống đây. Chạy thì không chạy. Ảo thật đấy anh em ạ. Thôi kệ bạn ấy đi. Đây này, đây này. Có hàng ở trong này luôn này. Dừng xe. Nào. Quăng biết vị trí địch này. Nó thêm vẫn là cái. Ôi trời ơi, đồng thế. Ba ông cơ à? Nào, thò ra. Thò ra, đúng rồi. Ừ. Ui, xấy đau thế. Một ông công phải này. Nào, bạn này công này chết đến mình này. Mình xấy luôn này. Thò ra xấy luôn này. Ui trời ơi, mấy ông Việt Nam anh em ạ. Làm sao mà. Ai, 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 thôi, thôi anh ơi. Đừng, 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 đừng. Anh đừng gọi là chen ngang tình yêu của bọn em như vậy chứ. Bọn em đang gọi là trao nhau yêu thương những viên đạn vào mồm anh này, đằng sau anh lại gầy gầy thế là không có được. Đấy, đấy, đấy. Em bảo rồi mà, đừng anh ơi, bình tĩnh lúc chia tiền anh ơi, không việc gì mà phải vội cả. À, quảng bom à, mình đợi hack anh em ạ. Mình đợi cái quả bom biết vị trí địch để mình xem là mấy ông này ở đâu. Hình như là ông kia ông ấy cả. À, mình bị gắn mất một mạng rồi thì phải, đúng không? Hình như mình bị anh thanh niên đêm. Ôi biết ngay mà. Chỉ còn một thôi. Thế là bị gạt mất một rồi. Đấy. Tình yêu người ta đang trao nhau. Người ta đang trao nhau những viên đạn yêu thương thì bạn này. À bên nhà. Bạn này nữa lòng nào bạn chen ngang như thế. À lên xe bỏ chạy à. Bạn ơi. Thôi anh ơi. Đừng chạy anh ơi. Chạy làm sao được. Chạy làm sao được Tini ơi. Tiền này vẫn còn à? Vẫn còn anh em ơi. Ở khu vui chơi kia lại có hàng nữa à? Bình tĩnh lúc chia tiền anh trai. Phải ra gạt đã. Không tí thanh niên kia lại không làm mà còn đòi có ăn anh em ạ. Phải gạt đã anh em ơi. Rồi. Còn ông ở trong khu vui chơi giải trí ạ. À? Vui chơi giải trí không có thưởng đâu bạn ơi. À đây rồi, đây rồi. À úi rồi. Thanh niên này còn đang nhảy nhót để ăn cái thính ạ. Từ từ anh em ạ. Mình phải chờ thanh niên này vào chỗ cái thính là mình đang liếm thính là mình tặng bạn em một viên đạn ngay. Nào, vào chưa? Alo, alo. Đang nhảy nhót bên trên anh em ạ. Đang tung tăng, tung tăng. À, có xe vào. Ái chà, xe 4 anh em ạ. Ái chà chà, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
Chỉ có một thôi à? Sao có một tên chân đấy? Sao lại chỉ có một tên chân thế này? Ai chà. À, ông này là team thanh niên cuối của team Việt Nam anh em ạ. Rồi phản xạ cũng nhanh đấy. Nhấc mình nửa cây máu anh em ạ. Ghê đấy, ghê đấy. Mà không sao, tớ làm được anh em ạ. Rồi, bây giờ công vào trong cái thanh niên hốt mạng của mình. Ngon rồi. Đây, 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 đây. Tình yêu của anh tới đây. Nước nuôi đầy đủ đã anh em. Đây, còn quả bom này. Quăng quả bom này lên để xem là ông ấy ngồi đâu này. Tình yêu đây, tình yêu của em tới đây. À, tình yêu của anh đây. Nào, ra đây. Ủa, không có trong này à? Vừa trong này mà, chạy đâu ấy nhở? Ra trao nhau yêu thương đi anh trai ơi. Ai à? Ai à? Ai ở bên đầu kia anh em ạ? Rồi 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 rồi, đây rồi. Tình yêu em trao anh không bao giờ, không bao giờ gọi là nỗi mốt này. Úi giời ơi, vẫn ui, vừa vẩy được chết người kìa. Đây đây rồi. Đây rồi. Độ lên. Ui mình tưởng có một tên ạ. Ngửa hai ông luôn ạ. Ối giời ơi, ối giời ơi. Không làm mà đòi có ăn thì có mà ối giời ơi. Có một tên ở trên kia nữa. Bị bắn ca. Đây này, đây này. Đây này. Đâu rồi, đâu rồi. Đây này. Không được anh em ơi. Từ từ đã. Mình vào mình liểng ít đạn của mấy ông này đã. Mình hết đạn mất rồi. Thế là còn 5 tên à. Ui ông này cũng có ốp ạ. À. Ui ôi còn cả flare nữa ạ. À. Dầu gì mà dầu dữ ta. Ái chà. Có một tên công vào. Đi đâu bạn ơi. Công cái gì bạn ơi. Ui dồi ôi. Hơi mù mắt anh em nhá. Hơi nhầm tí thôi. Cái này thì đứng bắn tôi này. Một ông. Nào chạy đi. Không có lần hai đâu bạn ơi. Úi dồi. Úi dồi đảo như xào rau chờ. Bắn vậy mà không chết này. Không chết cũng thành tật. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Gạt đã anh em ơi. Được bằng nào. Úi dồi. Úi. Pha đấy mình bắn mà không trúng ông gốc cây kìa. Cũng có một ông cầm ốp anh em ạ. À. Không được, không được. Ai chà, vẫn đứng gốc cây kìa. Vẫn đứng gốc cây. Này, chết này, chết này. Chết này, chết này. Úi dồi. Ngon. Úi. Ê. Đúng lúc mình bắn thì ông kia ông nốc thế là mình phơm luôn mạng anh em ạ. Rồi xong, một team ra đi. Thế là còn hai ông à. Một ông ở bên a, à, thế là còn hai team rồi, hai team lẻ rồi. Một ông bên trái, một ông bên phải luôn. Trái phải trái luôn này. Đâu ở đâu rồi? Không thấy anh em ạ. Không được, lấy xe. Ai chả vẫn còn bắn nhau à? Bắn gì không chết vậy? Bịp à? À, định bịp mình à? Bắn mãi không chết kìa. Lừa rồi. Có một ông ở đây này. Có một ông ở đây này. Hình như là lừa rồi. Cùng team rồi. Định lừa mình anh em ạ. Định bịp mình. Ai đây à? Chạy đi đâu bạn ơi? Biết ngay là bịp mà. Định lừa mình anh em ạ. Rồi ôi bạn ơi. Thế là một ông nằm ở kia. Anh em nhìn này. Phát này mở góc lên cái chỗ đùi này thì ông có chết này. Bây giờ mà mở đến đây thì ông có chạy đâu được rồi anh em. Ôi rồi ôi, cuộc tình ta chấm dứt rồi. Tình yêu của hai anh không hợp với em rồi. Ui thì còn chạy ra cứu bạn nữa à. Úi rồi ôi, lại còn chạy ra cứu bạn này. Chạy đi đâu bạn ơi. Quá easy anh em ạ. Ok, và clip của mình cũng đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu của mình để coi hết cái clip ủng hộ mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.